Mến chào quý khán thính giả đang đồng hành cùng với kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Kính thưa quý vị khán giả, vài ngày trước một bức ảnh gây sức động về toàn bộ một tòa nhà ở Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam bị nước lũ cuốn trôi được lan truyền trên mạng. Vào thời điểm trên, nhiều nhà dân ven đường bị công trình va và đổ sập xuống nước, người dân chứng kiến cảnh tượng la hét kinh hoàng. Đoạn video được đăng tải trên Internet cho thấy một tòa nhà đã bị lũ cuốn trôi và ngôi nhà bị lũ cuốn trôi về phía hạ lưu. Các nhân chứng đã hét lên, ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi, chìm trong nước lũ, đám đông lại hét lên, oh my god. Cư dân mạng Đại Lục nói, thật là đáng sợ, cảm giác như trời long đất lở vậy, sức ảnh hưởng quá lớn, nước chảy quá mạnh, nhà có thể bị sập. Nhiều người lo ngại, người dân chạy toán loạn và hét lên, thật kinh hoàng. Theo báo cáo toàn diện của phương tiện truyền thông Lu, vụ việc xảy ra vào 2 ngày trước tại huyện Chen Si, Hoài Hoa, Hồ Nam. Không rõ liệu có thương vong hay không. Theo thống kê của Cục Khí tượng huyện Chen Si, từ 0 giờ đến 14 giờ cùng ngày, trên địa bàn quận thường xảy ra mưa lớn, cục bộ mưa cực lớn. Tính đến 14 giờ ngày hôm đó, có 3 thị trấn có lượng mưa trong 12 giờ lớn hơn 200mm. Từ 13 giờ, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán huyện Chen Si đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2. Theo báo cáo, từ tối ngày hôm qua đến ngày hôm nay, mưa lớn liên tục gây ra lũ lụt ở nhiều nơi trong huyện Champu, khiến đất nông nghiệp và cây cam ở làng Qinjiangtun dọc theo sông Yangtze ở thị trấn Daiyangku bị ngập lụt. Đoạn Guanyin của quốc lộ G2417 bị sạt lở đất, bao gồm cả đoạn Sanjui của thị trấn Daiyangku của quốc lộ G354. Sạt lở đất nhỏ đã xảy ra ở nhiều ngôi làng ở thị trấn Zhenghu. Theo thống kê chính thức từ Hồ Nam, tính đến 8 giờ ngày hôm nay, lượng mưa lớn đã khiến 250.473 người ở Hồ Nam bị ảnh hưởng. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 21.607,55 ha, 94 ngôi nhà của 42 hộ bị sập. Kính thưa quý vị, với sự xuất hiện của mùa lũ, hồ đập Thang Chan Than một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý. Do lượng mưa liên tục ở thượng nguồn sông Thông Khu trong những ngày gần đây, mực nước của hồ đập Thang Chan dâng lên nhanh chóng. Lượng mưa gia tăng đã gây khó khăn cho dự án nạo vét máng xả của hồ đập Thang Ya San và sự rò rỉ của đê quai xây dựng ngày càng lớn. Đây là đợt xả lũ đầu tiên đến hồ đập Thang Ya San trong gần 300 ngày kể từ năm ngoái. Do lượng mưa liên tục ở thượng nguồn sông Thông Khu trong những ngày gần đây, mực nước của hồ đập Thang Ya San đã lên nhanh chóng. Vào lúc 12 giờ 30 phút trưa ngày hôm đó, Văn phòng Kiểm soát lũ lụt Myanyang nhận được báo cáo từ các nhân viên của nhóm hồ đập thuộc Cục Quản lý nước thành phố và người phụ trách đơn vị thi công của dự án nạo vét thoát nước hồ đập Thang Ya San rằng mực nước hồ đập dâng cao từ 717,7m vào cùng ngày. Bên trái và bên phải nước dâng lên nhanh chóng khoảng 718,6m khiến tình trạng thấm rột của đê quai đang thi công ngày càng gia tăng, yêu cầu phải tiến hành phá ngay sự cố rò rỉ đê quai gần thượng lưu. Văn phòng Kiểm soát lũ lụt Myanyang ngay lập tức báo cáo tình hình cho Phó Chỉ huy của Sở Chỉ huy Kiểm soát lũ lụt Myanyang An Chi-yun, Giám đốc Cục Vấn đề nước Miên Dương và Phó Bí thư Đảng đoàn Hee-gong-yu thuộc Cơ quan Quản lý Sông Đô thị Myanyang. Khoảng 13 giờ ngày hôm đó, An Chi-yun và các nhân viên của Văn phòng Phòng chống lũ lụt nhanh chóng đến phòng tham vấn của trụ sở Phòng chống lũ lụt để nghiên cứu các công việc liên quan, đồng thời có những biện pháp quyết liệt để không xảy ra sự cố mất an toàn và báo cáo kịp thời tình hình và biện pháp xử lý có liên quan cho lãnh đạo thành phố Miên Dương. Sau khi xác minh, 12 giờ hôm qua, hồ đập Thang Ya San là nơi xả lũ đầu tiên sau đợt cứu hộ. Việc xả lũ được thực hiện thủ công, làm giảm mực nước trước đập từ 718,6m xuống 712m, với tổng lượng xả hơn 20 triệu mét khối. Việc xả lũ chính thức bắt đầu từ 12 giờ trưa hôm qua, thời gian xả lũ sẽ đến hơn 24 giờ. Do cách xả dòng có thể kiểm soát được một cách nhân tạo, nên ước tính đợt xả này sẽ không tạo thành đỉnh lũ lớn. Tuy nhiên, để chuẩn bị sẵn sàng, các ban chỉ huy phòng chống lũ của 5 quận, huyện, thành phố ở vùng hạ lưu của thành phố Miên Dương đã khẩn trương hành động và sẵn sàng bước vào tình trạng chiến đấu trong mùa lũ.
và nhanh chóng thông báo cho người dân và máy móc dọc hạ lưu Thayasan sơ tán khỏi sông để đảm bảo an toàn, không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Thưa quý vị, tin tức mới nhất từ ban tuyên truyền Trùng Khánh Chengku cho biết hồ đập địa phương sông Lôi Giang sẽ được cho nổ lần thứ hai vào ngày mai để giải phóng lũ lụt. Hiện nay, vật liệu đang được lắp đặt tại hiện trường cứu hộ. Thời gian nổ mìn chính xác vẫn chưa được xác định. Yang Yong, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã đến thị trấn Myeongba và đang thảo luận tại chỗ về kế hoạch nổ mìn lần thứ hai cho hồ đập. Vào khoảng 21 giờ tối ngày hôm nay, các bộ phận liên quan đã tiến hành nổ mìn xả lũ lần đầu tiên của hồ đập ở thị trấn Myeongba. Lưu lượng xả lũ tăng từ 60 mét khối trên giây trước khi nổ mìn lên 70 mét khối trên giây. Đến nay, mực nước hồ đập đã giảm từ 15 mét trước khi nổ mìn xuống còn khoảng 9 mét. Theo tin tức mới nhất tại hiện trường, Yang Yong, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã đến thị trấn Myeongba và đang thảo luận về kế hoạch nổ mìn lần thứ hai cho hồ đập với các chuyên gia từ Văn phòng Quốc hội và Phó Thị trưởng Trùng Khánh Liu Sepu. Phóng viên được biết, thông tin liên lạc tại địa điểm cứu hộ đập sông Lung Giang đã được khôi phục. Tuy nhiên, con đường chính vận chuyển trên bộ vẫn đang trong tình trạng gián đoạn do lũ lụt. Nhiều người cứu hộ chỉ có thể đi bằng thuyền xung kích và thiết bị đào và vận chuyển quy mô lớn vào công trường để loại trừ rủi ro, tránh bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các máy xúc được huy động từ Chengku và các quận, huyện xung quanh đã được triển khai tại hiện trường cứu hộ và công việc sửa chữa khắc phục đã bắt đầu. Theo dự báo của Cục Khí tượng, từ ngày mai tại khu vực sông Lao Giang sẽ có mưa lớn, có thể hình thành lũ và đe dọa an toàn thân đập. Hiện trường cứu hộ hồ đập đang gấp rút được cứu trợ khẩn cấp. Bão đánh sập 6 chung cư Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, ít nhất 6 tòa nhà chung cư đã đổ sập sau những trận lở đất do bão Marakot gây ra ở miền đông Trung Quốc, khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống gạch vụn. Giới chức trách cho biết họ đã kéo được 6 người còn sống ra khỏi đống đổ nát tại thị trấn Pengsi của tỉnh Chiết Giang. Bão Marakot ập vào vùng duyên hải phía đông Trung Quốc hôm vừa qua, kéo theo mưa lớn gây nên những trận lở đất. Theo các báo cáo Trung Quốc đưa tin, vào khoảng 22 giờ 30 phút theo giờ địa phương hôm qua, lở đất đã xảy ra tại Pengsi gần thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Một nhân chứng kể chỉ cần một giây, bùn và đá đã nhấn chìm các tòa nhà cao 4 tầng. Có khoảng 6 hoặc 7 chung cư với khoảng 28 gia đình ở mỗi tòa nhà đang bị chôn vùi trong gạch vụn. Đến nay có 2 người được xác nhận đã chết, nhưng con số này có thể sẽ tăng lên. Xinhua cho biết các chiến dịch cứu hộ đang bị cản trở bởi những đống đổ nát phủ lên người nạn nhân. Bão Marakot đã yếu dần vào sáng sớm một ngày sau đó, nhưng vẫn ập vào miền đông nam Trung Quốc và mang theo mưa lớn. Hơn 1 triệu người đã được di tản khỏi nhà và con số thiệt mạng hiện giờ là 6, bao gồm 4 người ở tỉnh Chiết Giang và 2 người ở Phúc Kiến cùng Giang Tây. Xinhua cũng cho hay hàng trăm ngôi làng và thị trấn ngập trong biển nước, hơn 2.000 căn hộ và tòa nhà đã đổ sập. Trước khi tấn công Trung Quốc, bão Marakot đã đổ mưa xuống Đài Loan cuối tuần trước, nước dâng cao hơn 2 mét tạo nên trận lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua tại đây. Sáng hôm nay, các nhóm cứu hộ vừa tìm thấy một số người sống sót từ trận lở đất hôm Chủ nhật đã chôn vùi khoảng 600 người vào ngôi làng miền núi Xiaolin phía Tây Nam. Theo BBC đưa tin, khoảng 50 người thoát được nguy hiểm và 150 người khác được phát hiện còn sống tại những nơi trong làng. Đội trực thăng cứu hộ đã thả thức ăn và cố kéo số người này ra khỏi làng bởi các con đường bị lũ làm sạt lở, còn điện nước đều bị cắt nguồn. Ở các nơi khác, số ca tử vong được xác nhận là 38, bên cạnh hàng chục người bị thương và mất tích. Marakot cũng là thủ phạm gây mưa lớn ở miền Bắc Philippines, làm chết ít nhất 22 người hồi tuần trước. Tại Nhật Bản, bão lớn Eto với sức gió lên tới 108 km/h khiến nhiều khu vực trở nên nguy hiểm vì lũ lụt lẫn lở đất và con số thiệt mạng đến nay là 12 người. Bão được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực Tokyo hôm nay kèm theo những cảnh báo toàn quốc về mưa lớn và sạt lở. Bão lớn và bão nhiệt đới thường ghé thăm khu vực này trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.